rồi đi tới đây à, muốn bật cửa vậy đó à, rồi mà bị bật, muốn bật cửa vậy à, đi nó bật cửa cửa vậy nè, rồi à, cứ đi tới. Cái não là lần thứ 5 rồi. Ôi trời. Và cái tim á là 2 lần nữa là 7 lần. À. Cái mắt nó mờ lắm, cái mắt nó mờ. Cái mắt nó mờ, nó kéo mây rồi cả. Chưa. 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 Mình gặp được. Ok. Rồi bỏ ra đây đi. Rồi bé lên đi. Thôi vậy thì lại đi. Rồi, đưa cho lại đi, mang cái dép vô đi thử coi sao. Coi hết giật chưa? Rồi, đi đi. Rồi. Đó. Rồi, tới đây. Rồi, chạy tới đây. Rồi chạy nhanh lên. Hồi họp đi qua, hồi họp đi gặp thầy quá cho nên khỏi ngủ luôn. Sáng 4 giờ thức dậy luôn. Rồi bây giờ đi qua đây, về thì đi nhanh đó. Tối 2 giờ. Ngon lành. Vậy nữa. Rồi, chạy qua đây thử coi. Ô! Quá hay. Đấy. Rồi chạy đi ngược lại ra đây nữa. Rồi chạy nhanh lên. Up up up. Rồi, quá trời. Rồi. Vậy có vài lời. Dạ. Rồi dừng lại đi. Dạ. Rồi. Xin mời chị. Dạ. Rất là cảm ơn thầy. Tôi bị tai biến lần này là cái não á, là 5 lần rồi. Về đột quỵ tim, về tim á, tai biến hót tắc á, bên Mỹ kêu hót tắc á. Là 2 lần nữa là 7 lần. Nhưng mà hồi em cái chuyện mà đi mà không được rồi bật ngửa là mất thời gian lâu. Dạ đi bật ngửa tới nay từ hồi tháng 8 năm rồi tới giờ. Hôm nay được thầy chữa có một lần là giờ này đã đi đã chạy được. Được buông gãy được luôn. Buông gãy luôn được rồi. Dạ. Rồi. Dạ cảm ơn. Cảm rồi. Ơn thầy nhiều. Dạ. Rồi xin chào chị. Hốt đi anh em. Chùm gan nào anh em. Khỏe bên trong, đẹp bên ngoài, phòng ngừa bệnh, tăng đề kháng, giúp ăn ngon, ngủ ngon, tiêu hóa tốt. Liên hệ khoa học theo điện thoại Sài Gòn 0918-133-635, Hà Nội 0937-853-823. Để có trong tay đá Trường Gan cặp đá Diệu Kỳ đến tận cửa nhà, bạn hãy liên hệ thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực phía Nam, điện thoại 0125-800-2299 hoặc 0937-853-823. Hà Nội và các khu vực phía Bắc, điện thoại 0123-218-6688 hoặc 0983-581-652.